Giới thiệu với cả nhà, đây là khăn trải mặt bằng tròn bên em. Bên em có hai kiểu, đó là kiểu súp ly và một kiểu đính nơ, đây là kiểu súp ly. Form mặt bằng tròn 1m2. Và em có may thun xung quanh á, để mình cố định cái mặt bàn lại, để khi gió nó không có bị bay nè, nó không bị xô tới xô lui. Chất vải bằng thun mè nha cả nhà. Còn đây là mẫu kết nơ. Tương tự như vậy thì em cũng may thun bo xung quanh cái mép bàn á, để cố định cái mặt bàn lại. Thun mè vải rất là dễ giặt, mềm mịn, dày dặn nha. Bên em có hai mẫu à, mẫu kết nơ và mẫu nhúng viền con nhỏ xếp ly. Màu thì có nhiều màu nha. Ngoài ra thì em cũng có may theo yêu cầu á. Nếu quý khách hàng mà đặt theo cái mẫu bàn nhà khách á, vuông hoặc là tròn lớn hơn nữa thì em cũng nhận đặt nha. Rồi đặt các sự kiện, cái bàn bên sự kiện, ghế đó khác nhau, đưa mẫu là bên em may được. Có rất là nhiều màu để cả nhà mình lựa chọn theo sở thích của từng người. Nếu mà cả nhà có nhu cầu đặt khăn mặt bàn thì inbox số điện thoại em để trên đầu bài á, hoặc kết bạn Zalo với em cũng được, để em gửi mẫu cho xem để mình lựa chọn màu nào cho nó dễ nha. Chứ nhiều khi nhắn tin ở dưới kênh video á thì mình mua hàng khó, mình không có gửi mẫu để cho coi được. Và em xin kết thúc video tại đây. Cả nhà ai có nhu cầu đặt khăn trải bàn thì liên hệ với em nha.